Cây cảnh giá rẻ xin mến chào anh em. Hôm nay mình giao lưu với anh em một gốc mai kẹt bầu rinh, hành là 47 anh em ơi, hành 47 cao là 60, cây trực lắc anh em ha, cây đế cũng khá đẹp anh em ơi, đế khá đẹp. Thì cây này mình giao lưu giá mềm với anh em là 1.500k bao sống anh em nha, 1.500k bao sống, cây đặc anh em nha, không lỗi. Cây đặt không lỗi gì hết anh em nha, 1.500k, có bộ đế cũng khá là lạ, 1.500k bao sống anh em nha. Đó, cây có để tràn qua cũng khá là đẹp anh em ơi, đặt anh em nha, giá quá rẻ anh em, giá rẻ bao sống luôn anh em nha. Em mua về chơi thoải mái anh em, khỏi sợ mất tiền nha anh em nha. Chị quá rẻ anh em ơi. Cây này nặng tầm 60kg anh em. Bầu dày 20 lần anh em nha. Đường kính bầu là 55. Cây đặc chi nhỏ, về là mình khoảng 10-15 ngày ghép vô chơi luôn anh em nha. Cái vấn đề này khỏi sợ luôn. Bao sống là khỏi sợ anh em nha. Về là ghép vô chi nhỏ không anh em. Vậy đó dễ ghép, dễ chơi lắm anh em nha. Mình chào anh em.